hé lộ những phát hiện gây sốc về người ngoài hành tinh năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, con người chúng ta luôn tò mò về sự tồn tại của chính mình và thế giới xung quanh. Khi biết được nhiều điều hơn về vũ trụ chúng ta đang sống, chúng ta cảm thấy có một nhu cầu thôi thúc để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này hay không? Năm 2021 vừa qua mang đến cho những người yêu khoa học viễn tưởng và thợ săn UFO nhiều bằng chứng nghiên cứu khoa học và cả những sự thật để tiếp tục tin tưởng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh bên cạnh sự sống của con người và dưới đây sẽ là năm khám phá mới về người ngoài hành tinh và nơi ẩn chứa sự sống ngoài hành tinh trong năm 2021. UFO là có thật. Tháng 6 vừa qua, lâu năm góc đã công bố một báo cáo được mong đợi, ghi lại tổng cộng 144 lần chạm mặt vật thể bay không xác định UFO từ năm 2004 đến năm 2021. Báo cáo nhằm đánh giá mối đe dọa do các hiện tượng không xác định gây ra và chính thức xác nhận những lần con người nhìn thấy UFO vốn trước đó chỉ được chia sẻ thông qua các phương tiện truyền thông. Bản đánh giá dài 9 trang xác nhận rằng hầu hết các báo cáo về các hiện tượng không xác định có thể đại diện cho các vật thể vật chất như chim, bóng bay, máy bay drone cho tới các thiết bị giám sát và dự án tối mật của chính phủ Mỹ. Mặc dù báo cáo không thừa nhận bất kỳ cuộc gặp gỡ nào trong số đó có sự góp mặt của người ngoài hành tinh hay các vật thể siêu nhiên. Nhưng những người tin vào giả thuyết này cho rằng đây chỉ là bước đầu của chính phủ Mỹ trong việc thừa nhận sự có mặt của một thế lực thứ ba. Hố đen có thể liên quan tới người ngoài hành tinh. Trong khi các nhà khoa học dành nhiều thời gian để tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống ngoài hệ mặt trời của chúng ta, một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia cảnh báo rằng không nên bỏ qua vật thể kỳ lạ bậc nhất trong tự nhiên là lỗ đen. Các tác giả nghiên cứu cho biết Do lỗ đen có bức xạ năng lượng gấp 100.000 lần so với một ngôi sao như mặt trời, chúng có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nền văn minh ngoài trái đất. Để làm được điều này, người ngoài hành tinh có thể sử dụng cấu trúc công nghệ cao gọi là quả cầu Dyson, có cấu trúc hút năng lượng được đề xuất lần đầu tiên vào những năm 1960, nhằm đánh cắp năng lượng từ những vật chất xoay quanh đường chân trời của lỗ đen, sau đó đưa bức xạ năng lượng đó ra bên ngoài không gian. Môi trường sống khác với trái đất những cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh thường bắt đầu bằng việc đặt trong tầm ngắm các hành tinh có cấu trúc giống với trái đất. Tuy nhiên không loại trừ khả năng có thể có một môi trường ngoài hành tinh khác cũng có lợi cho sự sống. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrophysical hồi tháng 8 cho biết, hành tinh Hyson lớn gấp 2,5 lần trái đất và bao trùm bởi đại dương khổng lồ bên dưới bầu khí quyển giao hydro có thể là điểm lý tưởng cho sự sống. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều các vi sinh vật phát triển mạnh trong một số môi trường khắc nghiệt nhất của trái đất, Chẳng hạn như miệng phun thủy nhiệt, các tác giả cho biết những hành tinh dạng này có khả năng tồn tại sự sống nhỏ bé bên dưới những con sóng. Hiểu biết này mở ra một con đường khám phá hoàn toàn mới cho các nhà khoa học trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Một trong những mặt trăng của sao thổ tiềm ẩn sự sống Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 6 cho thấy khí mê tan bay ra từ Enceladus, mặt trăng lớn thứ 6 của sao thổ, có thể là dấu hiệu cho thấy sự sống ẩn náu dưới đáy biển của mặt trăng này. Vào năm 2005, tàu quỹ đạo Cassini Saturn của NASA đã phát hiện ra các mạch nước ngầm từ các vết nứt gãy gần cực nam của Enceladus. Chúng được cho là đến từ một đại dương khổng lồ ẩn mình bên dưới lớp vỏ băng giá của mặt trăng. Nhiều hợp chất khác, bao gồm dihydrogen và một loạt các hợp chất hữu cơ chứa carbon, bao gồm cả metan, cũng xuất hiện trong các mạch nước này. Chất thải động vật được phát hiện ở sao Kim. Tháng 12, các nhà nghiên cứu từ Đại học Cardiff, MTI và Đại học Cambridge Mỹ Phát hiện thấy amoniac tồn tại ở các đám mây trên Sao Kim, nằm cách trái đất khoảng 38,2 triệu km. Đây vốn dĩ là chất không thể có trong tự nhiên ở Sao Kim, thế nên sự xuất hiện của nó bị nghi ngờ là được tạo ra bởi một vật thể sống nào đó. Với giả thuyết là đã có một loạt các phản ứng hóa học làm trung hòa các giọt axit sulfuric luôn hiện hữu trong bầu khí quyển của hành tinh này và biến nó thành môi trường có thể sinh sống. Các nhà khoa học tin tưởng với kết luận này là bởi amoniac vốn dĩ là chất thải còn sót lại từ các loài động vật dưới dạng lỏng trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên ở sao kim, nơi nóng đến mức được cho là rất khó có khả năng tồn tại các sinh vật sống, trung bình lên tới 462 độ C, thì những vi khuẩn nhỏ bé như vi khuẩn trái đất có thể đã phải lưu trú trên những đám mây. giác của người ngoài hành tinh. Theo nhà vật lý thiên thể Avi Love của Đại học Harvard Mỹ, thiên thể kỳ lạ có hình dạng điếu xì gà và được đặt tên Oumuamua, có thể là một dạng công nghệ xuất phát từ nền văn minh ngoài hệ mặt trời hoặc cũng có thể là rác của người ngoài hành tinh. Oumuamua đã lao xuyên qua hệ mặt trời trong năm 2017. Nó được xác định xuất phát từ hướng của sòm sao Thiên Cầm, cách trái đất khoảng 25 năm ánh sáng. Mức độ phản xạ ánh sáng của Oumuamua cao gấp ít nhất 10 lần so với bất kỳ tiểu hành tinh hoặc sao chổi nào của hệ mặt trời. Ngoài ra, giáo sư lớp có lưu ý một điểm quan trọng. Thiên thể trên đột nhiên bứt phá tốc độ khi ngang qua mặt trời, bất chấp lực hút mãnh liệt từ ngôi sao trung tâm của chúng ta. Vì thế ông cho rằng Mu phải là một mảnh rác vũ trụ của nền văn minh chưa xác định, đã bị trôi giặt từ rất lâu trong vũ trụ. Điều này khiến cho người ta càng giận người hơn khi nghĩ tới lời tiên tri của bà Baba Vanga về năm 2022. Theo bà Vanga, một thiên thạch có tên Mu sẽ được người ngoài hành tinh gửi đến để khám phá xem có sự sống trên trái đất hay không. Bà Vanga cho rằng người ngoài hành tinh có thể bắt người trái đất làm tù binh khi họ hạ cánh. Tin đồn về người ngoài hành tinh thường xuyên đến trái đất thậm chí còn cho xây dựng một căn cứ bí mật để thực hiện thí nghiệm trên loài người đang được loan truyền khắp nơi trong năm vừa qua. Hãng tin Sputnik tháng 6 vừa qua cho biết hiện truyền thông đang lan truyền nhau nhiều thuyết âm mưu kỳ lạ về sự tồn tại của một căn cứ dưới lòng đất do người ngoài hành tinh điều hành có tên là Dunes ở bang New Mexico, Mỹ. Sự việc diễn ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cơ bộ báo cáo về các vật thể bay không xác định được Mỹ phát hiện trước đó. Theo cộng đồng những người quan tâm UFO, cơ sở Dunes bí ẩn do người ngoài hành tinh xám điều hành và đã nhiều lần bắt cóc con người để thực hiện các thí nghiệm cực đoan của họ. Một trong những người ủng hộ tin đồn này khẳng định căn cứ trên là nơi sinh sống của những con người nhiều chân được người ngoài hành tinh lai tạo nên. Người này còn cho rằng những người bị bắt cóc phải làm việc trong một trại nô lệ dưới sự phù phép của Grace và nói thêm rằng Grace có hình dạng nửa người nửa bạch tuộc và ông đã từng chứng kiến một loạt các sinh vật bí ẩn khác ở căn cứ, bao gồm cả người khổng lồ cao hơn 2 mét. Có những sinh vật giống các loại bò sát những sinh vật có bộ lông, bàn tay giống người và khóc như trẻ sơ sinh. Họ bắt chước giọng nói của con người. Ngoài ra còn có các loài có hình dáng lai giữa người và thần lằn bị nhốt trong lồng. Người này kể lại, một người đàn ông khác có tên Thomas Edwin Castello, người khẳng định mình đang là bảo vệ tại cơ sở bí mật này, tuyên bố sự có mặt của người ngoài hành tinh trên trái đất là sự thật và những sinh vật này dùng một chất lỏng bí ẩn để duy trì sự sống của họ. Hiện những thông tin về căn cứ Dues vẫn chưa bao giờ được xác thực. Song ý tưởng này đã được chính quyền địa phương ủng hộ nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch trong khu vực. Vào năm 2016, thị trấn Duz thậm chí còn tổ chức một hội nghị về UFO. Trong khi đó, thông tin về căn cứ trên không được đề cập trong các báo cáo mới của chính phủ Mỹ nói về 144 trường hợp UFO xuất hiện ở quốc gia này. Hầu hết trong số đó vẫn chưa được giải thích. Nói về những vấn đề liên quan đến UFO, Phó Chủ tịch Liên minh Quốc tế về nghiên cứu ngoài trái đất Gary Hesenthal khẳng định người ngoài hành tinh là có thật và họ thường xuyên ghé thăm trái đất. Một số chuyên gia của cơ quan này chỉ ra rằng những người ngoài hành tinh di chuyển đến trái đất bằng những con tàu vũ trụ với tốc độ siêu âm. Một người khác dẫn nguồn tin cho biết đang nhìn thấy một UFO di chuyển từ độ cao 18.000m xuống còn 15m chỉ trong vòng 0,8 giây. Cơ quan này là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại Bồ Đào Nha, bao gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả từ 27 quốc gia với sứ mệnh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chưa có gặp mặt với người ngoài hành tinh. Theo đài RT, mọi thành viên của cơ quan này đều phải tuyên thệ niềm tin của mình về mọi thứ liên quan đến UFO. Theo các bạn, liệu là người có chạm chán người ngoài hành tinh trong năm 2022 như lời tiên tri của bà Văn Ca hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Video của kênh tv 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!